Đây là tiếng nói Lách Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 13 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không Tập này được mang tên là Tu Luyện Trong Máu Thì ở tập trước, ở đám người La Phong đã chia chát xong những cái um, nguyên liệu mà khi đã đi ở trong khu hang giả để về rồi Dịp um, Diệp Phạm nhờ giết được cái con sói lang kia mà tiền khá là nhiều mấy trăm triệu bằng người ta làm bốn năm năm sáu bảy năm gì đó luôn á à, thì lúc này hắn mới nhờ đội trưởng cao phong mua một số những con dao mà có cái cấp độ số 9 cấp độ cao hơn nữa rồi trong một tháng này hắn tiến hành tu luyện đoạn cuối tập vừa rồi thì hắn nói là hắn chuẩn bị đi đến bên ngoài khu hân giả để tu luyện một mình đó thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người quyết định vào khu hoàng giả là phong tự nhiên không còn do dự nữa chiều ngày hôm đó khi trở về nhà ở tiểu khu minh nguyệt tại dương châu la phong đã nói với ba mẹ và đệ đệ từ khi la phong lựa chọn trở thành một võ giả tự do người trong nhà sớm đã chuẩn bị tư tưởng là la phong sẽ thường xuyên rời khỏi căn cứ thị ban đêm ánh sao xuyên qua tấm kính thủy tinh hình vuông vào trong phòng luyện võ trên vách tường màu trắng của phòng luyện võ Màn hình chiếu một đoạn video. Trong video có một bóng người đang đấu với một con quái thú họ nhà gấu, cao đại khái 8 chín thước ở trong núi rừng. Chỉ thấy con quái thú này khi lướt qua, những gốc đại thụ tráng kiện đều phải sụp đổ, núi đá nổ tung, mặt đất vỡ ra, một cảnh lông trời lở đất vô cùng đáng sợ. Bóng người đó tốc độ nhanh như thiểm điện, đau quang mờ ảo, có tiếng sấm. Trong phòng luyện võ vang vọng những lời giảng giải trong đoạn video. Đây chính là một đoạn video trong đĩa CD kèm theo bí tịch cửu trọng lôi đau. Là quái thú đạt tới cấp A, cự nham hùng tung. Thân thể to lớn như vậy mà tốc độ di động lại đạt tới tốc độ âm thanh. Là Phùng nghe lời thuyết minh trong lòng vô cùng chấn động. Đây là một đoạn video về một cao thủ tu luyện cửu trọng lôi đau đối với quái thú cấp A, cự nham hùng tung. Cự nham hùng tung xếp hạng 2 trong quái thú họ nhà gấu, dựa theo phân chia cấp bậc. Cấp H Cấp G, cấp F đều là cấp thú binh, cấp E, cấp D, cấp C đều là cấp thú tướng, lần lượt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Cấp B, cấp A, cấp S là cấp lãnh chúa. Con cự nham hắc hùng này là một tồn tại cấp lãnh chúa trung cấp, sức mạnh vô cùng. Lớp da toàn thân trông như đá, mức độ cứng rắn vượt qua cả kim cương, đến cả đạn pháo đường kính lớn cũng bắn không thủng được. Thân thể to như vậy, tốc độ di động lại có thể đạt tới tốc độ âm thanh. Đương nhiên trong số những tồn tại quái thú cấp lãnh chúa thì tốc độ đạt tới tốc độ âm thanh cũng không phải là gì ghê gớm, nhưng hùng trưởng của con cự nham hắc hùng đó chụp xuống thì tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ di động của nó nhiều. Chiến đấu một hồi, nương theo một thanh âm giống như xét đánh, cái đầu của con cự nham hắc hùng kia bị chém bay ra. Video quay tốt chứ? Khi nào bán đĩa ra ngoài, đừng quên tiền bản quyền của ta đấy nha. À. Tiếng nói của vị siêu cấp cường giả giết chết cự nham hắc hùng có vẻ chế nhạo vang vọng mãi trong phòng luyện võ. Khuôn mặt siêu cường giả này hiển nhiên đã bị xử lý, có vẻ mơ hồ, căn bản là không thấy rõ là ai. Đoạn video này vừa chấm dứt, màn chiếu trên vách tường xuất hiện danh mục rất nhiều đoạn video khác. Không biết tới khi nào mình cũng có thể đạt tới trình độ như vậy đây. Đến cả cửa nhầm hát hùng cũng có thể một đau chém đứt như vậy. La Phong thầm nghĩ. Siêu cấp cường giả chiến đấu với cự nham hùng tung lại quay thành video, hiển nhiên rất nắm chắc. Người có thể dễ dàng giết chết cự nham hùng tung, vậy phỏng chừng là cường giả cấp chiến thần cao cấp rồi. Đĩa CD được kèm theo ở trong cửu trọng lôi đau, có không ít những video không được truyền bá trên mạng. Trong đó không ít video chiến đấu của tuyệt đỉnh cường giả, đều là cường giả tu luyện cửu trùng lôi đau. Trong vô số video đó, chỉ có một đoạn là do đích thân lôi thần tự quay, Nội dung trong video quay lôi thần là lúc bản thân lôi thần một mình trong phòng luyện võ luyện đau. Tình cảnh luyện đau vô cùng đơn giản. Là phòng căn bản nhìn không ra có cái gì đặc biệt cả. Hiển nhiên trong các khu trên toàn cầu có không ít cường giả tuyệt thế tu luyện cửu trùng lôi đau. Là phòng ngẩn đầu nhìn trời, xuyên qua cửa sổ trên mái nhà bằng thủy tinh, thấy bầu trời đầy sao vô hạn bên ngoài. Ngày mai phải bắt đầu khổ tu rồi, là phùng sực nghĩ ra điều gì vội tắt màn hình trong phòng luyện võ đi xuống lầu một lầu một cửa phòng đệ đệ không đóng hoàn toàn là phòng liếc mắt đã thấy đệ đệ đang ngồi trên ghế lăng, đang ngồi trước máy vi tính nhưng bản thân đệ đệ lại không nhìn máy vi tính mà cúi đầu bấm điện thoại di động la hoa la phong nhẹ nhẹ gõ cửa đệ đệ la hoa vội ngẩng đầu lên vừa thấy ngoài cửa là la phong không khỏi bất lực nói Ai anh nè, anh vào mà không có cửa gì hết vậy <laughs> Là tại em không đóng cửa chứ La Phong cười rồi đẩy cửa đi vào Rồi đóng cửa lại <laughs> Giờ này rồi làm gì vậy Nhắn tin với bạn gái em hả Dạ La Hoa khẽ mỉm cười Cười hăng hắc gật gật đầu La Phong thấy đệ đệ hình dáng ngây ngốc Hiểu đệ đệ thực sự thích cô nương Có tên là Tiểu Nam đó Tiểu Nam rốt cuộc là người như thế nào La Phong cũng không dám xác định nhưng cha và mẫu thân thì đẩy ghế lăn đưa đệ đệ ra công viên. Đã từng gặp qua tiểu nam rồi, hơn nữa ấn tượng cũng rất tốt. Nói về những thức tốt xấu, có cha mẹ đã sống rất lâu rồi. Cha mẹ cho rằng không tệ thì phóng chừng tiểu nam phải là rất khá. Tiểu nam có đưa em đi gặp ba mẹ của nàng chưa vậy? La Phong hỏi. <laughs> còn quá sớm đó. La Hoa cười lắc đầu. Tiểu nam năm nay mới vào năm đầu đại học. Còn 3-4 năm nữa mới tốt nghiệp đại học tiểu nam cũng không giỏi nói cho ba mẹ nàng biết đâu hơn nữa em là một người tàn phế mà tiểu nam cũng phải nghĩ biện pháp quyển chuyển mới nói cho ba mẹ nàng được chứ nói thẳng cho cha mẹ của nàng thì sẽ rất phiền toái đó dù sao đại bộ phận cha mẹ đều không muốn con gái mình gả cho người tàn tật mà nhìn đệ đệ vẻ mặt khổ sở là phùng cảm thấy hơi đau xót tàn tật thủy chung là vết sẹo trong lòng đệ đệ cho dù có kiên cường tới mấy nhưng mà trước mặt tiểu nam đệ đệ vẫn luôn có chút không tự tin hay nói chính xác là hơi tự ti Ừ, từ từ thôi tin rằng là cha mẹ nàng ta là người hiểu biết mà la phong an ủi nói dù sao cũng không cần dội mà đêm đó sau khi hàn huyên với đệ đệ hồi lâu la phong tập trung nghỉ ngơi trọn một đêm đợi đến sáng hôm sau mặc đồ vũ trang vác ba lô thuẫn bài chiến đao lại một lần nữa bước trên hành trình tiến về khu hoang dã lần này la phong chỉ đi một mình cơ sở giang nam thành quân khu bắc đoàn tàu dừng lại ở trạm quân khu la phong cùng một nhóm võ giả lần lượt ra khỏi toa tàu la phong hít sâu một hơi một mình đi dọc theo thông đạo của võ giả đi về phía cơ sở tiếp tế chẳng mấy chốc đã thấy cơ sở tiếp tế xuất hiện trong tầm mắt rồi la phong chỉ có một mình ngươi thôi hả ở cửa cơ sở nhân viên canh gác nhìn tin tức trên màn hình hiển thị rồi kinh ngạc nhìn về phía la phong đứng ở cửa người lúc trước đi theo tiểu đội hỏa chuyện sao bây giờ có một mình thôi vậy một mình đi vào khu hoang dã rất nguy hiểm đó nha. <laughs> chẳng lẽ tôi lại muốn chết sao chứ tôi đã từng đi vào khu hoang dã rồi biết nguy hiểm chứ mau đưa chìa khóa cho tôi đi la phong cười nói ừ cũng đúng cậu từng đi vào khu hoang dã biết thế nào là nguy hiểm rồi nhân viên canh gác cười rồi đưa ra chùm chìa khóa h ba hay. Do chỉ có mỗi mình cậu nên phân phối loại biệt thự liên kế nhỏ thôi nha. Lúc trước tiểu đội hỏa truyền cả một đội nên phân phối một biệt thự khá lớn. Còn chỗ ở dành cho một người tự nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Được rồi, tôi hỏi Dương, gọi ta một tiếng Dương huynh đệ là được rồi. Nếu mà La Phong cậu săn giết được vật liệu quái thú, hoan nghênh cậu mang tới bán cho tôi nha. Tôi nhất định sẽ mua với giá rất tốt cho cậu. <laughs> được rồi. La Phong nhận chùm chìa khóa rồi đi về phòng trọ trong cơ sở tiếp tế bên cạnh cửa sổ lầu 2 của một căn biệt thự vài nam tử đang nhìn la phong đi qua phía dưới là la phong là la phong của tiểu đội hỏa trụy đội trưởng à muốn tìm cơ hội giết hắn hay không vậy người vừa nói là đội viên tiểu đội nganh hổ trương trạch hổ đội trưởng nganh hổ đi đến bên cạnh cửa sổ lặng lẽ nhìn xuống phía dưới là Phong phía dưới chẳng mấy chốc đã khuất tầm nhìn đội trưởng nganh hổ lạnh lùng nói sao lại chỉ có la phong thôi những người khác trong tiểu đội hỏa trùy đâu rồi các người có thấy không vậy Ồ, chúng ta cũng không có phát hiện các đội viên khác đều lắc đầu chỉ có một mình la phong thôi trương Trạch hổ chắc chắn nói ta thấy hắn từ cửa cơ sở tiếp tế đi vào không thấy những người khác ở đâu cả lập tức trương Trạch hổ mắt tỏa sáng nói đội trưởng à lần trước chúng ta ra tay với tiểu đội hỏa trùy điểm chết người là tiểu đội hỏa trùy đã biết là chúng ta âm thầm hạ thủ Chúng ta đã trở thành tử địch của họ rồi Ngươi cũng đã từng nói rồi Địch nhân nhất định phải trảm thảo trừ căng Phòng ngừa tương lai chúng uy hiếp tới chúng ta Những người khác cũng gật đầu Không sợ ám toán người khác ở khu hoang dã Cái sợ là đối phương không chết Còn tra ra hung phạm phía sau cái mạng này Đừng nóng Đội trưởng đanh hổ lạnh lùng nói Đương nhiên phải trảm thảo trừ căn địch nhân Có cơ hội chúng ta nhất định tiêu diệt đội hỏa trụy này Nhưng mà bây giờ chỉ có một mình La Phong một võ giả cấp chiến sĩ bình thường mà thôi Một mình hắn tiến vào khu hoang dã Khẳng định sẽ chỉ ở nơi khá an toàn thôi Một khi chúng ta giết hắn Chẳng có lợi ích gì với chúng ta cả Mà ngược lại sẽ đã thảo kinh xà Các đội viên khác đều gật đầu Đội trưởng nói rất có lý Người trong tiểu đội hỏa trùy Uy hiếp lớn tới chúng ta nhất Kỳ thực là sông phong trùy cao phong Đội trưởng nhanh hổ trịnh trọng nói Bản thân thực lực cao phong rất cao Chẳng thua kém gì ta hơn nữa hắn lang bạc mười mấy năm Quan hệ rất rộng Biết không ít cường giả Nếu thực sự đấu với chúng ta Chúng ta sẽ rất là thảm đó Do đó nếu không động thủ thì thôi Động thủ nhất định trước hết phải giết chết Cao Phong Sau đó xử lý mấy tên tép riêu kia Đội trưởng Nanh Hổ nói lạnh tanh Hiển nhiên đội trưởng Nanh Hổ Căn bản không để mắt tới những đội viên khác Trong tiểu đội hỏa trùy ừ, Đội trưởng nói phải lắm Trương trình Hổ gật đầu Rồi lập tức cười lạnh liếc xuống dưới lầu cứ cho tên tép triều la phòng đó may mắn sống thêm một thời gian nữa đi Biệt thự liên kế H322 Trong cơ sở tiếp tế Từ trên xuống dưới tổng cộng có 3 phòng ngủ hai phòng khách cùng một phòng tắm cực lớn Là phòng cởi quân phục tác chiến ra Tắm một chút Mặc vào một bộ đồ ngủ rộng rãi Alo Mang cho tôi một bữa ba món theo thực đơn số 12 nha Cho thêm một phần canh nóng Đủ uống đổi thành nước trà sau đó là phùng ngắt điện thoại nằm trên sofa. Ăn cơm trưa xong, sẽ xuất phát tiến về thị trấn số 0231. La Phùng đột nhiên sực nghĩ ra Lần này mình phải khổ tu chừng 2 tháng Thời gian 2 tháng qua lại giữa thị trấn và cơ sở tiếp tế Không biết chừng mình có thể chạm tới tiểu đội nanh hổ <laughs> Một khi thấy bọn chúng phải âm thầm theo dõi Vừa nghĩ tới cái việc đối phương bắn lén Muốn tiêu diệt cả tiểu đội mình là Phong dừng linh sắc ý vô tận đối với cái loại người giết người không có chút do dự nào này. Đến lúc đó ở khu hoàng giả, cứ diệt sạch bọn chúng. Ánh mắt La Phong xuyên qua cửa sổ, quét qua bên ngoài. Tiểu đội nanh hổ, hy vọng hai tháng tới đừng để ta chạm mặt các ngươi. Đối với tiểu đội nanh hổ, La Phong không thèm để vào trong mắt. Lúc này với thực lực của hắn, hắn đủ sức quét sạch tiểu đội nanh hổ rồi. Ăn cơm trưa xong, La Phong mặc quân phục tác chiến vào. Trong túi đựng đao vắt ở hai bên đùi có gắn 8 thanh phi đao hệ số 6 cùng với hai thanh phi đao hệ số 9. La Phong đều khiên trắng sáu cạnh trên lưng, tay cầm chiến đao rời khỏi cơ sở tiếp tế võ giả. Hôm nay trời âm u. Thời tiết thiệt mát mẻ nha. La Phong cũng không rút đau mà tăng tốc di chuyển vào khu hoang dã. Giả. Một dãy đất hoang phía trước, trước đây có lẽ là đồng ruộng nhưng mà đó là vài chục năm trước rồi hiện tại ở đây đã một đầy cỏ dại là phòng tìm một con đường mà cỏ dại một ít để di chuyển xuyên qua dãy đất hoang dọc theo đường cao tốc cũ nát rất nhanh đã đi được nửa canh giờ cuối cùng cũng đến thị trấn số 0231 là phòng cắt cái đuôi của con hổ ngao khuyển lấy ra mẫu gừng nhét vào trong ba lô từ cơ sở tiếp tế tới thị trấn mặc dù đường đi ngắn ngủn gần trăm dặm nhưng là phòng đã giết chết trên 10 con quái thú cấp thú binh bình thường. Mỗi ngày đều có thể luyện tập miễn phí, lại còn có thể kiếm tiền nữa, tìm đâu ra chuyện tốt vậy chứ. La Phong mỉm cười, hành tẩu trong một tiểu khu đổ nát. Tiểu khu này không một bóng người, nhưng lại ẩn nấp không ít quái thú. La Phong ngẩn đồ, đã thấy phía trước có ba thân ảnh quái thú di chuyển trên lầu ba một cao ốc dân cư. Chính thức bắt đầu tu luyện thôi, La Phong đột nhiên đập mạnh lên nền đất xi măng nứt rạn, giống như một viên đạn pháo bắn thẳng về phía sân thượng trên lầu ba. Ngày giết chốc đã bắt đầu. Thời gian trôi qua từng ngày, La Phong vẫn trường kỳ ẩn mình trong thị trấn số 0231 này. Vô số quái thú trong thị trấn gặp phải tai ương. La Phong không giống những quái thú khác cứ giết chúng ăn thịt, ngược lại đối với chúng một phen. Dùng quái thú để bồi luyện, cuối cùng mới động thủ mỗi lần La Phong đều mang một bao đầy căng những cái vật liệu quan trọng của quái thú về cơ sở tiếp tế. Vương Duy ở cơ sở tiếp tế cũng rất kinh ngạc về hiệu suất của La Phong. La Phong tu luyện tới ngày thứ ba. Ừ, xem ra cậu hôm nay giết được 198 con quái thú hả? Ít hơn ngày hôm qua mười mấy con à. Hơn nửa phần lớn đều là cấp thú binh cao cấp. Tôi tính luôn cho cậu số lẻ, tổng cộng 1 triệu 500 ngàn. Sao hả? La Phong tu luyện tới ngày thứ bảy. Mẹ nó chứ, La Phong nè, cậu quá khủng rồi á Hôm nay giết tới 210 con hả uhm, Tôi tính cho cậu một 1 triệu 600 ngàn ờ, Chúng ta cũng không phải giao dịch một lần hai lần Huynh đệ nè, tôi nói với cậu điều này nha Giết mấy con quái thú cấp thú binh bình thường cũng không phải dễ dàng như vậy đâu Quái thú cấp thú binh có rất nhiều Mà đều hợp bày hợp đạn Cậu không thể cứ lần nào cũng thuận lợi như vậy được Cẩn thận coi chừng bị quần thú bao dây đó nha La Phong tu luyện tới ngày 16 Tên điên này hôm nay cũng bình thường thôi Được có 182 con thôi hả Nhưng mà chất lượng vật liệu không tệ nha Còn có cả quái thú họ nhà trắng nữa ừ, Tính cho cậu 1 triệu 500 ngàn vậy Là phòng tu luyện tới ngày thứ 21 Tên điên nè Cậu nói cho tôi biết thử coi cậu. cậu có phải đã phát hiện ra Một chỗ chỉ có mấy con quái thú cấp thú binh đi lạc độc hành không vậy Hơn nữa giết xong một con Chẳng mấy chốc lại xuất hiện một con khác hả Cơ sở tiếp tế võ giả lớn như vậy Nếu xảy ra chuyện gì Căn bản không giấu được Cả cơ sở tiếp tế chẳng mấy chốc truyền lưu câu chuyện về La Phong. Một tin điên mê tiền, mỗi ngày chỉ biết đi giết quái thú cấp thú binh bình thường, dùng số lượng bù cho chất lượng. Một con cấp thú tướng sơ cấp có lẽ trên 10 triệu, nhưng mà một ngàn con cấp thú binh cấp cao cũng có thể vượt qua con số này. Nhưng mà giết một ngàn con quái thú cấp thú binh cấp cao còn khó hơn so với giết một con cấp thú tướng sơ cấp nữa. Vì quái thú cấp thú binh rất ít khi độc hành, phần lớn đều là hoạt động quần thể, là phòng điên á, với quái thú cấp thú bình ghê thiệt á Hắn sao mà làm được vậy, mỗi ngày đều có thể giết nhiều như vậy Ai mà biết chứ, người biết bí mật này á, ai lại nói ra Nhưng mà tôi nghe nói á, hắn mỗi ngày á, có thể kiếm được trên 1 triệu Khoảng chừng gần 2 triệu á Nếu cứ tiếp tục như vậy á, một tháng có thể kiếm được 50, 60 triệu rồi nha Một năm có thể đạt tới 500, 600 triệu á Có thể so với một cao thủ cấp chiến tướng lợi hại rồi một năm 365 ngày Mỗi ngày đều chỉ điên cuồng với quái thú cấp thú bình Ai mà chịu cho nổi chứ Không biết nữa Dù sao tên điên đó đã kiên trì như vậy trên một tháng rồi á Trong cơ sở tiếp tế Hằng hà xa số tiếng thảo luận về La Phong Đối với võ giả cấp chiến sĩ Thì họ rất hâm mộ La Phong Vì võ giả cấp chiến sĩ Thì có năng lực kiếm tiền kém Phải biết lại đến cả những chiến sĩ cao cấp Như Trương Trạch Hổ, ngụy Cường một năm cũng chỉ kiếm được có năm chục sáu chục triệu những chiến sĩ sơ cấp trung cấp một năm có thể có 10 triệu đã là không tồi rồi, còn La Phong một tháng đã kiếm được 50 60 triệu, điên cuồng. Đương nhiên đối với võ giả cấp chiến tướng thì chỉ hơi tháng phục một chút mà thôi, họ cũng sẽ không lãng phí thời gian như vậy. Đối với chiến thần cường giả ngẫu nhiên vào cơ sở tiếp tế, chỉ cảm thán một chút. Tiểu tử này thật là điên cuồng thú vị à. Ngày 29 tháng 11 năm 2056, trời âm u cuồng phong gầm thét. Còn trên một tầng lầu của một trung tâm mua sắm, vài chục con heo rừng một sừng hình thể rất lớn, gầm gừ không ngừng. Bọn nó đang vây công một thanh niên nhân loại. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm không ngừng chấn động cả siêu thị, một vài giá hàng hóa bị va đập vỡ nát. Đám heo rừng một sừng hoàn toàn điên cuồng, điên cuồng tiến công. Còn thanh niên nhân loại này một tay cầm thuẫn bài sáu cạnh, một tay cầm huyết ảnh chiến đao, giống như bướm vườn hoa, nhanh chóng chớp lên, mơ hồ sinh ra vài tàn ảnh mơ hồ. Chỉ một chữ, nhanh, là phùng vững một mạch né tránh, chờ huyết ảnh chiến đao trong tay trong nháy mắt phát động, lúc này loáng thoáng có tiếng y ầm như tiếng sấm. Không, phải nói đúng ra là thanh âm phát ra do tốc độ đao đạt tới mức độ nhất định nên làm không khí chấn động. Mỗi một đao đều xẹt qua cổ heo rừng một sừng, chính xác vô cùng phối hợp với bước chân càng có uy lực kinh người hơn mặc dù có rất nhiều heo rừng một sừng nhưng có thể đồng thời công kích la phong thì chỉ có hai ba con một lần mà thôi hơn nữa mỗi khi giết chết một hai con la phong vẫn có thể dựa vào thân thể quái thú đã chết mà tìm ra một vài khe hở tránh cho mình lọt vào giữa bầy thú loại năng lực nắm vững chính xác không gian này ngay cả đại đa số võ giả cấp chiến tướng cũng không làm được máu của heo rừng một sừng như vội nước bắn tung tóe ra chỉ một lát sau vài chục con heo rừng một sừng đã chết hơn phân nửa còn lại mười con heo rừng một sừng thấy tình thế không ổn vội vã quay đầu chạy trốn. À, đám này không được mà không phải cấp thú binh cao cấp không đáng tiền trong đám thi thể heo rừng một sừng vừa chết là Phong chọn ra mười chín con quái thú cấp thú binh cao cấp cắt sừng của chúng xuống cho vào ba lô của mình sừng của cấp thú binh cao cấp bán cho địa hạ liên minh đại khái được khoảng tám ngàn đồng về phần những thi thể con độc giác giả trừ khác la phong chẳng thèm để ý tới kỳ thực la phong cũng không khoái cắt sừng heo rừng một sừng vì sừng thì nặng mà giá cũng chỉ có thể xem như là giá bình thường dù sao ba lô cũng chỉ có mức độ do đó la phong cũng chỉ lựa chọn khi cắt vật liệu số lượng hắn mỗi ngày giết chết quái thú đúng ra là vượt hơn ba trăm con không có biện pháp Ai bảo đảm quái thú nhà heo, nhà chó ấy sinh sôi nảy nở mạnh như vậy? Rời khỏi siêu thị đầy mùi máu, La Phong đi tới sân thượng một cao ốc dân cư 6 tầng bình thường, xuống nghỉ ngơi. Qua 50 ngày tôi luyện, thân pháp của mình đã miễn cưỡng, có thể xem như cấp nhập đi rồi. La Phong tổng kết thời gian dài tôi luyện như vậy, mỗi ngày hắn tu luyện không phải lấy giết chóc là mục đích. Một lần đối với một đám quái thú, La Phong đều trước tiên tiến hành huấn luyện thân pháp, cuối cùng mới giết chúng, Tuy như vậy, hiệu suất của La Phong vẫn rất cao. Đương nhiên trong 50 ngày, La Phong cũng gặp hơn 20 lần nguy hiểm. Dù sao trong quá trình giết chốt quái vật, thỉnh thoảng tiếng gầm của chúng cũng sẽ hấp dẫn nhiều quái thú khác tới nữa. Đối mặt với mấy trăm con, thậm chí cả ngàn con quái thú điên cuồng công kích, La Phong cũng chỉ có thể bằng vào tinh thần niệm lực chật vật chạy trốn thôi. Có thể nói, không có tinh thần niệm lực, La Phong e rằng đã chết trên 20 lần rồi. Dựa vào tinh thần niệm lực Là Phong mới có thể tôi luyện thân pháp điên cuồng như vậy Mỗi ngày trên 8 giờ Vô số quái thú vây công điên cuồng Hiệu suất là Phong tôi luyện thân pháp Một ngày quán vượt qua võ giả bình thường Tung hành tu luyện ở khu hoang giả một tháng Hơn nữa Võ giả bình thường một năm Chỉ vào khu hoang giả vài lần thôi 50 ngày tôi luyện này Hơn nữa có cả thân pháp lưu quan trong cửu trọng lôi đao Là Phong rút cuộc miễn cưỡng bước vào cấp nhập vi Thân pháp bước vào cấp nhập vi rồi nhưng mà đau pháp của mình vẫn còn là lôi đau từng đùng là phòng một mạch thử phát ra thêm hai lớp ám kình nhưng mà đáng tiếc hắn chỉ có thể trong lúc công kích phát ra thêm có một đạo ám kình mà thôi nhưng đối với mức độ khống chế chính xác sức mạnh thân thể thì La Phong không biết đã đề cao thêm bao nhiêu lần. Phải biết rằng, 50 ngày qua, La Phong giết chết số lượng quái thú chừng một vạn con. Một vạn con thì e rằng tuyệt đại đa số võ giả cả đời cũng không giết nổi nhiều quái thú như vậy, số lượng khổng lồ như vậy cũng khiến cho đao pháp của la phong rất chính xác lại đơn giản lưu loát năm mươi ngày qua cái la phong có được nhiều nhất chính là kinh nghiệm kinh nghiệm sinh tử trong lúc chiến đấu cộng với sự tỉnh táo và lực phán đoán kinh người hắn bây giờ có thể trong lúc sinh tử vẫn rất tỉnh táo tìm được cơ hội sau đó ra tay phần năng lực này là yêu cầu một người tu luyện cấp nhập vi đều phải đạt tới bây giờ đã là năm giờ chiều rồi cần phải trở về thôi là Phùng nhìn đồng hồ thông tin lường đeo ba lô trên sân thượng nhảy thẳng xuống. Một lát sau, khi đang hành tổ trên đường cao tốc, là Phùng tâm tình rất tốt, đột nhiên cảm giác phía sau mờ ảo có chấn động, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở phía bắc trên đường cao tốc xa xa đang có ba bốn người đang hút khoảng chạy như bay. Lúc thì chạy, lúc thì nhảy xa hơn mười thước. Tốc độ ba nhân ảnh này cực nhanh. Chạy trước là giảng đông. Là Phùng liếc mắt đã nhận ra trong ba người chật vật chạy trốn này có một người quen, chính là Vạn Đông, người có thể sánh ngang với hắn trong võ giả thực chiến khảo hạch lúc trước. Phía sau họ là một mảnh quái thú đông nghịch. Thể tích của mỗi một con quái thú chỉ đại khái khoảng chừng 30cm, to hơn bàn tay con người một chút thôi. Nhưng mà những con tiểu quái thú này tạo thành một cơn thủy triều, khiến cho ba người vạn đông phải ném sạch cả chiến đau, khiên trắng, liều mạng chạy như bay. Sống chuột Là phòng sợ đến mức nhảy bắn lên. Sống chuột đúng là một tay họa chuột. Cho dù là cường giả cấp chiến thần, một khi bị sống chuột vô tận vây quanh cũng chắc chắn sẽ chết. Một vùng sống chuột đông nghịch, thoạt nhìn tuyệt nhiên không phải vô biên vô bờ. Chỉ rộng ở mức trải đều cả đường cao tốc, chiều dài cũng chỉ kéo dài chừng trăm mét. Với một con thú nhà chuột dài 30cm thì cơn sống chuột này tuyệt đối phải có tới cả vạn con quái thú. Cho dù là sống chuột loại nhỏ thì ngay cả võ giả cấp chiến tướng cũng sẽ bị nuốt chửng mất xác. Do đó La Phùng chỉ có một lựa chọn, chạy trúng. La Phùng lập tức chạy như bay trên đường cao tốc. Ba người vạn đông sớm đã ném sạch các món binh khí như là chiến đao, thuẫn bài. Ai nấy đều chạy như bay, sống chuột phía sau không ngừng đến gần, khoảng cách với chúng từ 20m, thu hẹp còn 15m, 14m, 13m. Mẹ nó, quân đội sao còn chưa tới nữa? Nếu không tới, lần này chết chắc thật rồi. Nhóm người vạn đông thầm mắng, rồi nghiến răng, đột ngột tăng tốc. Khoảng cách với sống chuột một lần nữa hơi kéo dài ra. Lúc kéo dài tới 30 mét, cả ba người vạn đông lại hơi chậm lại. Tôi chạy không nổi nữa rồi. Tôi cũng vậy á. Ba người vạn đông đưa mắt trao đổi, đều bất lực rất thống khổ. Tốc độ chạy cực hạn của họ nhanh hơn sống chuột rất nhiều, nhưng đã là tốc độ cực hạn nhất định không thể kéo dài. Giống như nhân loại trước thời kỳ đại niết bàn vậy, khi đó chạy trăm mét hết 10 giây xem như cực nhanh rồi. Một trăm mét mất gần 10 giây nhưng một ngàn mét thì sao? Một trăm giây có thể chạy nổi không chứ? Mười ngàn mét, chẳng lẽ một ngàn giây là chạy được sao? Trên thực tế, trước thời kỳ đại Niết Bàn, kỷ lục chạy mười ngàn mét nam đại khái chừng một ngàn năm trăm tám mươi giây. Đám võ giả này cũng giống như vậy, vạn đông có thể trong nháy mắt cực nhanh đạt tới sáu mươi mét mỗi giây, nhưng họ đã đào vông gần nửa giờ rồi, họ bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì tốc độ bốn mươi mét mỗi giây một khi sống chuột đến gần, họ sẽ liều mạng ép mình lên chạy nhanh hơn một chút. Vạn đông đào vông từ nãy đến giờ đã chạy khoảng chừng 300 dặm đường rồi, có thể tưởng tượng được họ mệt như thế nào. <laughs> quân đội đâu rồi? Mau tới đi chứ! Nơi này cách quân khu rất gần, sao quân đội còn chưa tới chứ? Ba người vạn đông đều cảm giác hai chân tựa hồ không còn cảm giác nữa. Cơ bắp mệt cực độ làm tốc độ họ không nhanh nổi nữa. Còn phía La Phong, lưng đeo chiến đao thuẫn bài nhưng lại bảo trì tốc độ kinh người, 60 thước mỗi giây, lướt đi rất nhanh. Dù sao thể lực của ba người vạn đông đã tiêu hao nhiều rồi, nhưng mà La Phong vẫn còn ở trạng thái đỉnh cao. Vốn La Phong cách sống chuột rất xa, chẳng mấy chốc lại còn xa hơn nữa. Hả? La Phong liếc mắt thấy xa xa phía chân trời, đang có một cái bóng màu lam sậm bay tới, thoạt nhìn con tưởng rằng là một con quái thú phi cầm. Đợi đến khi vực bay màu lam sẫm đến gần là phòng lúc này mới thấy rõ đây là một cái máy bay chiến đấu cùng loại với dĩa bay hình tròn dẹt bây giờ kỹ thuật không quân quân đội phần lớn đều là loại hình tròn dẹt này vì loại hình thể này khi bay ở trong không trung mà gặp phải một con quái thú phi cầm công kích thì có thể phòng thủ lẫn tiến công ờ, quân đội là máy bay chiến đấu của quân đội kìa ba người vạn đông mệt cực kỳ phát ra tiếng rú kích động ai nấy đều tăng tốc mau hơn La Phong đang chạy nhanh cũng ngừng lại, ngấn đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc phi cơ chiến đấu đang bổ xuống vào bầy thú. Khi còn cách mặt đất vài trăm mét, phi cơ chiến đấu cũng lơ lửng trên đầu bầy thú. Với thị lực của La Phong, rõ ràng thấy bụng phi cơ chiến đấu lộ ra một cái nồng pháo thật là lớn. Ngọn lửa nóng rực vô tận từ nồng pháo đột nhiên phun ra, bao trùm vào sóng chuột phía dưới. Dưới ngọn lửa nóng rực e rằng phải cả ngàn độ, vô số thú chuột toàn thân cốc cháy rồi bị thiêu chết nhất thời sống chuột vốn đang chỉnh tề chợt hoàn toàn tan vỡ những tiếng kêu sợ hãi vang lên rồi chúng chạy tứ tán nhưng dưới ngọn lửa bao trùm tuyệt đại đa số thú chuột bị thiêu đốt chết hết còn một bộ phận thú chuột chạy trốn vào ruộng hoang cạnh đường cao tốc khoan thẳng xuống đất rồi biến mất bốn vị võ giả bây giờ gần ngàn dặm chung quanh đang bộc phát ra sống chuột cấp 3 xin bốn vị võ giả nhanh chóng về cơ sở tiếp tế đi đợi sau khi hết báo động sống chuột sẽ lại tiến vào khu hoang dã cũng không muộn từ trên phi cơ chiến đấu truyền xuống thanh âm, sau đó chiếc phi cơ chiến đấu xé gió nhanh chóng bay đi, đi cứu đám vũ giả khác. Ba người vạn đông ai nấy đều thở phào một hơi. Đủ lợi được cái mạng rồi, thiếu chút nữa là xong rồi á. Ba người này rất mệt. La Phong! Vạn đông không kiềm được mở lời gọi ra xa. Có đồ ăn không? Cho xin chút đồ ăn, nước uống nữa. là phòng từ xa cũng cười đi tới vạn đông căn bản không còn lạnh lùng âm trầm như trước nữa mà chỉ còn vẻ mệt mỏi và vui sướng sau khi sống sót sau tai nạn chạy gần 300 trăm dặm hơn nữa là đào vong sinh tử nên tiêu hao thể lực rất kinh người là phòng lấy từ ngăn bên cạnh ba lô ra một cái túi lấy ra ba viên tròn ba viên đường năng lượng cao nha chỗ tôi còn có một cái túi nước nè là phòng vừa đưa ra ba người vạn đông lập tức nuốt cái viên đường năng lượng cao vào một túi nước cũng nhanh chóng được chia ra uống sạch La Phong, cảm ơn nha Vạn Đông cảm kích, nói Ta giới thiệu cho ngươi một chút nè Cạnh ta là Vương Khả, người kia là Tương Đồ <laughs> Sớm nghe nói về đại danh của La Điên rồi Vương Khả tướng mạo tuấn tú, cười, nói La Điên, một viên đường năng lượng cao của cậu Còn ngon hơn cả sơn hào hải dị nữa nha Từ đó muốn chết luôn, bây giờ thoải mái hơn rồi Tương Đồ râu quay nón, cũng cười hăng hắc La Phong và ba người Vạn Đông vừa đi, vừa nói chuyện phím. Các người sao mà gặp phải sống chuột vậy? Theo máy bay chiến đấu khi nãy nói, hình như là sống chuột cấp 3 hả? Thị trấn, nơi mà La Phong tới, cách quân khu rất gần, nên không biết được sống chuột. À, ta xem như được kiến thức được sự lợi hại của sống chuột rồi. Vạn Đông không kìm được, nói. Lúc trước chúng ta còn ở trên sân thượng một tòa cao ốc dân cư nghỉ ngơi Nhưng mà đột nhiên rất nhiều nơi ở trong thị trấn đột ngột xuất hiện ra vô số thú chuột Đó mới là vô biên vô bờ chính thức Chúng ta sợ tới mức lập tức dùng dây thép Từ một tòa cao ốc dân cư chạy tới sân thượng một cao ốc dân cư khác Chúng ta căn bản không dám đi trên mặt đất luôn Là phùng cả kinh Hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh khắp cả một tòa thị trấn xuất hiện vô số thú chuột May mà bọn ta ở vùng ngoại thành thị trấn Chúng ta cắn răng chạy dọc theo con đường nhỏ Mà thú chuột thưa thớt một chút Liệu mạng chạy như điên Trên đường đi lại gặp một sóng chuột khác nữa Không có biện pháp Tiểu đội chúng ta chỉ có thể tách ra mà chạy Khiến cho sóng chuột phân luồng Chúng ta xem như gặp may đi Chạy được đến ngoại đường cao tốc Mà truy sát chúng ta là một sóng chuột nhỏ thôi Đang chạy trên đường Ta và Dương Khả gặp được tương độ Hắn cũng gặp cảnh tương tự như chúng ta vậy Không biết bọn đội trưởng bây giờ như thế nào rồi nữa trên đường phố có nhiều đường rẽ lớn, họ dám phân nhau mà chạy, làn sóng chuột phân luồn, nhưng mà trên đường cao tốc thì họ không dám. Vì bên cạnh đường cao tốc chính là những ruộng hoang, giữa đất hoang, tốc độ chạy của nhân loại sẽ giảm xuống. Còn hoàn cảnh vùng đất hoang không ảnh hưởng lớn tới tốc độ của chuột. Điều này cũng lý giải vì sao mọi người chỉ chạy trên đường cao tốc mà không tiến vào vùng đất hoang. Bốn người La Phong đến cơ sở tiếp tế vũ giả quân khu. Lúc này ở cửa cơ sở tiếp tế đang tụ tập một đoàn võ giả. Tên điên này, tao biết người sẽ không chết được mà. Tên điên nè, ngươi ở thị trấn số 0231 có thấy đám lão lưu không vậy? Vừa đi vào cơ sở tiếp tế, không ít võ giả biết là Phong đều tới hỏi hàng được chào hỏi. Dù sao sống chuột bột phát là một việc rất nguy hiểm, may mắn lần này chỉ là sống chuột cấp 3, tính nguy hại không cao. Nếu là sống chuột cấp 1 ở trong truyền thuyết, sẽ là một trường kiếp nạn với cơ sở Giang Nam Thị rồi Lão Dương nè, đội trưởng của tôi đã trở lại chưa vậy? Vạn Đông lập tức hỏi thăm ngay Chưa nhìn thấy, bọn đội trưởng của các ngươi chưa về Ở đây không có ghi chép gì cả Hôm nay nhất định là một ngày bi thương trong cơ sở tiếp tế Ngày nay không ít võ giả ra ngoài đã mất mạng Thậm chí là vào ngày hôm nay Trong ba vị võ giả cấp chiến thần tiến vào khu hoang dã có một vị võ giả cấp chiến thần bị sống chuột vô tận vây kín lâm vào sống chuột mênh mông sống chuột bất kể tất cả điên cuồng tiến công để giết chết một vị chiến thần đúng vậy hôm nay có một vị chiến thần nhân loại từ trần trong sống chuột không chỉ riêng có thú chuột cấp thú binh cũng có những tồn tại cấp thú tướng còn thủ lĩnh của sống chuột càng có trí tuệ cực cao một khi chúng chọn được mục tiêu sẽ không tiếc tất cả nghe nói vị chiến thần nhân loại đó trong quá trình giải dụa đã hủy diệt mấy chục tòa nhà lớn, nên đám quái thú chuột chết cũng phải hơn một triệu con. Đáng tiếc hơn một triệu thú chuột thì đối với đội quân sống chuột trên ức vạn con thì không đáng là cái gì cả. Bởi vì vị chiến thần này dù sao cũng phải chết. Mây đen cuồn cuộn, Cuồn phong cuộn tới, chốc chốc tiếng sấm ầm ì kéo theo một cái tiếng sấm đánh xuống, mưa to như trút nước rơi xuống. Ở sân thượng một biệt thự liên kế trong cơ sở tiếp tế, là phòng ngồi trên hành lang. Đội trưởng, à, để không sao đâu, dẫn khí của đệ coi như không tệ nha, không có bị sống chuột bao giây. Hả, Trần ca, ừ, đệ không sao. Thiết ca hả, <laughs> nghe tiếng em rồi hả, em đương nhiên còn sống nhăn rồi là phòng liên tiếp tiếp mấy cú điện thoại hiển nhiên đám võ giả ở cơ sở giang nam thị đều biết việc phát sinh sống chuột cấp 3. mỗi một lần phát sinh sống chuột hoặc sống kiến đáng sợ đều là lúc võ giả nhân loại thương vong thảm trọng lần này lại có chiến thần nhân loại qua đời càng khiến cho giang nam thị xung sao một sống chuột cấp 3 mà chết nhiều người như vậy rồi vậy sống chuột cấp 1 trong truyền thuyết thì sao đây còn lần chiến tranh giữa nhân loại và quái thú trong truyền thuyết thì đáng sợ tới cỡ nào chiến tranh giữa quái thú và nhân loại đó là chiến tranh giữa hai nền văn minh chiến tranh giữa hai chủng tộc một khi chiến tranh bắt đầu vô số thú và quái thú thú triều còn có các loại quái thú họ phi cầm có con dùng tốc độ thủ thắng có con thì sức mạnh vô cùng có con khoan đất có con có độc có con thì phi hành có con dùng sống âm công kích lùng trời lỡ đất trên không trung vô số quái thú phi cầm trên mặt đất vô số quái thú dưới đất cũng có quái thú khoan đất nữa trong hồ nước cũng có quái thú. Sống chuột, sống kiến chỉ là một bộ phận, đây là chiến tranh đáng sợ nhất. Quái thú mới là tử địch của nhân loại, bây giờ hải dương chính là thiên hạ của đám quái thú, trên lục địa thì nhân loại hơi chiếm ưu thế, không trung thì quái thú chiếm ưu thế, nhân loại bị ép vào những căn cứ thị tiến hành phòng thủ phản kích. Là phòng lúc trước luôn không ý thức được, vẫn cảm giác quái thú chính là bị cái đám vũ giả đồ sát, nhưng hôm nay hắn rốt cuộc cũng hiểu rồi. Quái thú hoàn toàn có thể hủy diệt nhân loại để nhân loại biến mất khỏi khối địa cầu này. Nhân loại diệt vong còn nói gì tới cha mẹ thân nhân, nói gì tới văn hóa đạo đức nữa. Thực lực của mình còn chưa đủ, rất không đủ. Ánh mắt La Phong nhìn vào thiên địa vô tận xa xa. Tiếng sấm ầm ầm, chốc chốc một tia chớp đánh thẳng từ trên cao xuống. La Phong nhìn vào tia chớp từ thiên không, trong lòng mơ hồ nghĩ tới một ý gì đó từng thi chớp mang theo oai nghiêm của thiên địa liên tiếp đánh xuống, có đôi khi hai luồng điện quang động ở phía chân trời như rắn bơi giao nhau thành một thi chớp. Một thi chớp có thiên uy vô tận, e rằng ngay cả đám quái thú cấp lãnh chúa cũng không dám nếm thử mùi vị bị lôi điện đánh vào. Điện áp kinh người đó e rằng sẽ làm chúng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, sắc bén, bén nhọn, phá hủy tất cả. Là Phong đứng trên hành lang sơn thượng lặng lẽ nhìn thi chớp thì thào nói mấy hôm nay là phong tiến hành khổ tu thân pháp đao pháp trong thị trấn về phần thân pháp thì la phong đã miễn cưỡng xem như bước vào cấp nhập vi rồi nhưng về đau pháp la phong chỉ có thể nói là mới khống chế được sức mạnh đạt tới mức độ kinh người giết trên một vạn con quái thú hơn nữa cửu trùng lôi đau vốn yêu cầu rất hạ khắc về sức mạnh nên bây giờ la phong khống chế đau pháp mạnh hơn đám ngụy thiết ngụy thanh rất nhiều nhưng là Phong vẫn chưa tu luyện thành lớp thứ hai trong cửu trùng lôi đau Hắn vẫn luôn khát vọng tu luyện tới lớp thứ hai. Phải biết rằng bản bí tịch này phi thường nghịch thiên, lớp thứ nhất bằng 14 thành so với thực lực bình thường, tức là 140%. Lớp thứ hai có thể có được thực lực 21 thành so với trước kia, gần như gấp đôi bình thường. Nói cách khác, chiến sĩ cao cấp hoàn toàn có thể phát huy thực lực của cấp chiến tướng sơ cấp. Còn lớp thứ 9 của cửu trùng lôi đau phải lên tới 70 thành, cũng tương đương gấp 7 lần thực lực. Một chiến sĩ cao cấp gần như có thể phát huy thực lực của cấp chiến thần sơ cấp. Đây là chỗ nghịch thiên của cửu động lôi đao. Nhưng bây giờ toàn thế giới cũng chỉ có lôi thần là người tu luyện tới lớp thứ 9 mà thôi. Đúng vậy, hẳn là như vậy rồi. La Phùng vẫn luôn chìm trong suy nghĩ đao pháp. Khi quan kháng xét đánh, trong lòng mơ hồ liên tưởng một chút không cần nghĩ quá nhiều lập tức về lầu hai lấy ra thanh huyết ảnh chiến đao rồi sau đó đứng giữa sân thượng mưa bàn bạc là phòng cầm huyết ảnh chiến đao dưới trời mưa to như đổ cả chậu nước bắt đầu luyện đau những tia chớp xa xa đã dần dần trở nên thưa thớt trong bí tịch có nói bất kỳ một nhân vật đau pháp tung sư đạo cũng đều phải có quan điểm của mình dựa theo bí tịch nói cảnh giới đau pháp càng cao cửu trùng lôi đau mới có thể đạt tới cấp độ cao nhất La Phong dưới trời mưa to bắt đầu lần lượt vung đau. Không giống với lúc trước, lần La Phong luyện đau bây giờ lại đang truy tìm cảm ngộ trong lòng. Cảm ngộ vì tia sát đánh xuống, loại sức mạnh xúc tích cô động cực độ rồi trong nháy mắt bộc phát ra. Chỉ thấy từng đạo đau quang của La Phong hoặc là bổ ra, trảm cắt, vẫy lên, chém ngang, giống như một luồng hào quang xẹt qua. Bùng nổ, bùng nổ, bộc phát ra. La Phong lần lượt muốn diễn theo luồng cảm nhận trong lòng, buộc thân thể bộc phát ra ám kình liên tục. Chỉ như vậy mới đúng, nhưng mà tại sao mình chỉ có thể phát ra một lớp ám kình chứ không phát ra lớp ám kình thứ hai vậy? Mưa rất lớn, nhưng mà La Phong hoàn toàn đắm chìm vào thế giới đau pháp của mình, đâu có quan tâm tới mấy hạt nước mưa này chứ. Hơn nữa, đêm nay La Phong cũng khó mà tiến hành tu luyện nguyên năng gen, mà chỉ lần lượt thi triển cửu trùng lôi đau, kỳ thực duy trì hàng loạt những cú chém đau đã làm thân thể La Phong vô cùng mệt nhọc. Nhưng La Phong không muốn dừng, do đó hắn chỉ tiếp tục chém ra một đau, rồi nghỉ ngơi một chút, rồi lại chém ra một đau khác. Đến sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh, ở phía chân trời phương đông đã mờ ảo có ánh bình minh. Sáng sớm mùa đông, hàng khí rất lạnh, nhưng La Phùng toàn thân ướt nhem lại vẫn ôm huyết ảnh chiến đau, ngồi trên hành lang câu mày. Suốt cuộc là thiếu ở chỗ nào chứ? La Phùng tự mình có thể cảm giác được mình hẳn là có thể phát ra lớp ám kình thứ hai, hơn nữa đến cả những ám kình sâu trong cơ bắp thân thể cũng đã điều động rồi. Nhưng mỗi lần nhìn như có thể phát ra rồi, rồi cuối cùng lại thất bại trong gan tức, vẫn thiếu một chút nữa. Một giọt nước mưa trên mái hiên, nhỏ vào vũng nước trên sân thượng. Nhất thời mặt nước vốn thẳng lặng, chợt nổi lên những cơn sóng gợn, lan ra tứ phía, nhẹ nhẹ dập dần. Hả? La Phong sực nghĩ ra trong độ hiện ra cảnh thi chớp phá hủy tất cả đó là đến cực hạn sắc bén còn một giọt nước rung động khiến cho sóng gợn lại rất mềm nhẹ cứng không thể lưu, tố chất thân thể vốn mạnh như vậy lực thứ chính càng phải bộc phát ra lực gấp 7 lần tố chất thân thể mình nếu một mạch theo đuổi sức mạnh như vừa rồi thân thể sao chịu đựng nổi chứ la phong lập tức kích động đứng lên cầm huyết ảnh chiến đao lao thẳng về phía trước chém xuống một đao đao vừa động lúc tốc độ có thể xem như là khá nhanh thì trong nháy mắt đầu tốc chợt tăng vọt một lần nữa tăng vọt lên liên tục gia tăng hai lần cắt toàn không khí một thanh âm bùng nổ vang lên còn cánh tay phải của la phong cơ hụ trong nháy mắt phồng lên một chút cánh tay phải rõ ràng to hơn cánh tay trái một chút đúng là như vậy la phong thu hồi chiến đau lộ ra vẻ kinh hỉ tươi cười một khắc vừa rồi những cơ bắp rất nhỏ trên thân thể giống như mặt nước dập dờn rất tự nhiên liên tiếp bung ra hai luồng ám kình, còn dung nhập hai luồng ám kình vào huyết ảnh chiến đao, làm tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới trình độ kinh người, giống như một tia chớp vậy. Cửu trùng lôi đau, lớp thứ hai rốt cuộc cũng luyện thành rồi. Chỉ dựa vào đau pháp, La Phong có thể phát huy ra thực lực cấp chiến tướng sơ cấp, lại bằng vào thân pháp nhập vi cấp, e rằng cấp chiến tướng sơ cấp bình thường cũng so ra kém với hắn là phòng hứng hở đi xuống lầu lập tức gọi điện thoại kêu một phần bữa sáng vui vẻ ăn hết bữa sáng rồi chuẩn bị tu luyện nguyên năng gen không đúng một đau của mình bây giờ uy lực tuy mạnh nhưng lại chỉ có sức mạnh thôi là phòng lắc đồ lập tức lại cầm lấy huyết ảnh chiến đau mình có thể liên tiếp phát ra hai lớp ám kình mà mình lại hoàn toàn không thể khống chế tần suất của hai lớp kình trước sau nếu thực sự như vậy thì sẽ khiến tốc độ xuất đau của mình càng thêm nhanh chóng một cách quỷ dị La Phong bắt đầu vung đau trong tu luyện thức. Vì liên tiếp phát ra hai lớp ám kình, do đó chiến đau của La Phong sẽ có hai lần tăng tốc. Đây là khác nhau giữa người cửu trùng lôi đau và người dùng đau bình thường. Chiến đau phát ra tiếng vèo vèo, lơ lửng rất quỷ dị. Từng đau lại từng đau. Trong đầu La Phong lần lượt hiện lên cảnh tia chớp trên bầu trời đánh xuống, lần lượt hiện lên giọt nước sinh ra những rung động. Hắn truy tìm một cảm giác, rồi lần lượt vung đau, hắn phải chính là tìm ra đau pháp thuộc về mình cửu trùng lôi đau chỉ là một loại kỹ xảo phát lực ý cảnh đau pháp là phải do la phong tự mình nhận thức thích hợp với mình mới là tốt nhất còn chỉ khi đạt tới cảnh giới khác mới có thể làm thân thể chịu được phát lực của cửu trùng lôi đau mà không bị tổn thương đắm chìm vào trong sáng tạo thân thể mệt nhọc căn bản không thể làm ảnh hưởng tới tinh thần phấn khởi của la phong hắn lượng lượt vung đau đau pháp càng nhanh chóng một cách quỷ dị thậm chí khi chiến đấu xé gió vì bản thân đau có thể hai lần gia tốc nên mờ ảo chấn động sinh ra sống chấn động rất nhẹ là phòng căn bản không biết đã qua bao lâu vèo một tiếng một ánh đau chật lóe lên rồi biến mất như điện như sương có một loại cảm giác như sương mù tan đi nhưng chỉ thoáng lên một chút rồi một đau như tia chớp đã biến mất chính là đó La Phong rốt cuộc lũ ra nụ cười suốt đau tiêu sái tự nhiên làm cho cơ bắp thân thể nằm trong trạng thái thả lỏng trong nháy mắt bung ra ám kình nhưng sau khi bung ra lại nằm ở trạng thái thả lỏng loại trạng thái này cũng làm cho la phong trong lúc chiến đấu có thể duy trì thời gian dài hơn dựa theo cấp độ đau pháp mình cũng coi như vượt qua cửa cơ sở rồi chạm tới ý cảnh rồi mặc dù chỉ là chạm tới bên bờ thôi la phong rất vui mừng đau pháp này của mình nên vội là cái gì hết Đạo pháp của mình nhờ vào việc quan sát tiên chớp mà ngộ ra Vậy gọi đạo pháp này là Phích lịch Là phòng rút cuộc có đạo pháp của mình Đạo pháp phích lịch của mình Mặc dù chỉ là bắt đầu thôi Nhưng tương lai mình sẽ không ngừng hoàn thiện ý cảnh của nó Là Phong lặng lẽ suy nghĩ cúi đầu nhìn đồng hồ thông tin Đã là 2 giờ chiều rồi Không ngờ hắn từ tối hôm qua suy nghĩ đau pháp cho đến bây giờ Đã qua 20 giờ rồi Qua vài ngày nữa Tiểu đội hóa chuyện sẽ tập hợp rồi Đạo pháp thương pháp của mình cũng coi như có chút thành tựu Trở về nghỉ ngơi dài ngày thôi La Phùng tâm tình sung sướng Vội vã ăn cơm trưa Rồi thu thập đồ vật một chút Ngồi tàu rời khỏi cơ sở tiếp tế Trở về cơ sở Giang Nam Thị Tu luyện hơn 50 ngày Giết trên vạn con quái thú làm thương pháp Đạo pháp La Phong đều đạt tới một tầm cao mới Còn hắn sáng chế ra đạo pháp phích lịch Bây giờ cũng đã hình thành sơ lược rồi Mặc dù bây giờ có thể nói là rất giản lộ, dễ hiểu nhưng người sáng tạo ra nó bây giờ mới 18 tuổi tròn, không ai dám nói đao pháp phích lịch này trong tương lai sẽ đạt tới cấp độ gì. Tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành, trong nhà La Phung Trong phòng khách, La Phung đang cùng cha mẹ để để ăn cơm chiều, không khí đầm ấm vui vẻ, cười đùa râm rã. Lần đầu tiên La Phong tiến vào khu hoang dã cũng vẹn vẹn có 7-8 ngày mà thôi, còn lần này lại gần 2 tháng Mặc dù suốt thời gian này, cha mẹ và đệ đệ thường xuyên liên lạc qua mấy điện thoại, nhưng chính thức nhìn thấy La Phong thì vẫn vui vẻ hơn nhiều so với nói chuyện qua điện thoại. Cơm chiều đã qua, trong phòng đệ đệ La Hoa. La Hoa, đệ đang viết gì vậy? La Phong thấy đệ đệ của mình đang đánh máy vào cuộc, dày đặt những chữ là chữ, liền cười, hỏi. Kiểm tra lại việc lời lỗ trong việc kinh doanh cổ phiếu một tháng gần đây, hoàn thiện dài mô hình lý luận của em trong lĩnh vực kinh doanh cổ phiếu đó mà. Là hoa cười nói anh à một mô hình lý luận lý luận chủ yếu trong kinh doanh cổ phiếu kỳ thực chỉ bỏ mấy tháng là có thể làm được rồi nhưng mà muốn trải qua vô số thực hành hoàn thiện mô hình lý luận thì phải rất lâu la phong cười ha hả <laughs> là hoa nè em đừng có nói mấy cái thứ này với anh nha anh cũng chẳng hiểu gì nhiều đâu được rồi ba tháng gần đây vì kinh doanh cổ phiếu thế nào rồi gần đây thị trường chứng khoán không tốt lắm bảng chỉ số rất chừng 10% phần trăm nhưng mà cổ phiếu do em chọn đều thuộc loại chất lượng tốt. Thông qua mấy lần lướt sóng, trong gần 3 tháng kiếm được chừng 50% tiền lãi. La Hoa có vẻ khá tự tin. La Phong thấy như vậy cũng lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thực La Phong cũng từng trai trên mạng về giá cổ phiếu. Bây giờ thị trường chứng khoán liên minh cả địa cầu thành mục. Vì khu vực bất đồng thì tình huống cũng bất đồng. Có lẽ trong cả bản cổ phiếu, có thể có nơi vẫn phát triển, cũng có nơi gặp phải quái thú xâm phạm, có thể rất giá rất thảm. Loại tình huống không thể tính trước như vậy làm việc kinh doanh cổ phiếu khó khăn vô cùng. À, nói cách khác, đó, em kiếm được một ngàn dạng đó. La Phong kinh ngạc. Ba tháng trước, La Phong nhờ vào việc giết chết liệp sát giả nên kiếm được một khoản kha khá. Khi về nhà đã cho đệ đệ hai ngàn vạn. La Phong mặc dù rất tin đệ đệ nhưng cũng không dám cho quá nhiều tiền trong một lần duy nhất. Phong ngừa gã thu quá nhiều. Oh, không tệ nhá, là Phong cầm lấy điện thoại di động tiến vào mạng ngân hàng tiến hành chuyển khoản Tích Đệ đệ La Hoa kinh ngạc cầm lấy điện thoại di động của mình vừa thấy một tin nhắn của ngân hàng báo thay đổi số dư Số tài khoản 3206 vào ngày 30 tháng 11 lúc 21 giờ 51 hệ thống liên ngân hàng đã nhập thêm 5.000 vạn đồng số dư là 50 triệu 003 ngàn Giao dịch liên ngân hàng Lát lại nhắc lại cho mọi người nhớ nha Là Mười ngàn là một vạn. Ở đây năm ngàn vạn thì tương đương với năm mươi triệu. Rồi, tiếp tục nha. Hả? Anh, năm ngàn vạn hả? là hoa khiếp sợ nhìn về phía ông anh La Phong Năm ngàn vạn không phải là một con số lẻ. Hiện hoa hạ tệ bây giờ cũng rất có giá. Tỷ giá với địa cầu là 3.5 mà thôi. Trong hoa hạ quốc có rất nhiều thương nhân phú hào buôn bán. Bảo họ xuất ra năm ngàn vạn tiền mặt cũng không phải là một việc nhỏ. Lòa hoa, cố gắng nhiều lên nha anh tin em La Phùng cười hăng hắc Dạ La Phùng hai mắt lóe sáng Gật đầu thật mạnh Sử dụng số tiền lớn như vậy Khi lan bạc trên thị trường chứng khoán Làm La Hoa cũng có cảm giác thành tựu Giả vì hai chân bị tàn tật Sớm đã coi thị trường chứng khoán Thành sự nghiệp cho mình Từ mấy năm trước khi bắt đầu kinh doanh cổ phiếu Từ lúc theo con đường mua bán ngắn hạn Rồi đầu tư trung hạn Thậm chí dài hạn Còn đầu tư khoanh vùng vân vân Gã đều thử chơi gã, cuối cùng gã cũng xác định con đường cho mình rồi. Có thể nói gã đã có cơ sở của một đại sư. Nhưng mà trên thị trường chứng khoán, cho dù nhân vật cấp đại sư đều có thể vấp ngã vì có yêu cầu về tư tưởng, tố chức tâm lý rất cao. Được rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút đi nha. La Phong cười nói rồi lên lầu. Năm ngàn vạn, La Phong thực sự không quan tâm lắm. Hai tháng hắn tu luyện lần này, tiện thể kiếm được trên tám ngàn vạn loại tốc độ kiếm tiền này thực ra là cho rất nhiều vũ giả phải hâm mộ nhưng biết làm sao được chứ phương pháp của la phong thì họ không học được dù sao la phong là tinh thần niệm sư còn nếu la phong thực sự muốn kiếm tiền với kỹ năng tinh thần niệm sư quán tuyệt đối có thể giết chết hàng loạt quái thú cấp thú tướng đêm qua mưa to tối nay tinh quang lấp lánh tinh quang xuyên qua cửa sổ trên mái nhà chiếu vào trong phòng luyện võ lầu hai La Phong cầm huyết ảnh chiến đao lần lượt tiến hành vung đao từng suất vung đao rất cao hơn nữa mỗi lần la phong đều thi triển cửu trọng lôi đao cực hạn bởi vì lúc trước ở cơ sở tiếp tế hắn liên tục khổ cực 20 giờ liền do đó khi la phong vùng đao tới tận suất cực hạn chỉ nửa giờ là cả người đã mệt chủ rồi lập tức la phong tiến hành tu luyện đạo dẫn thuật cửu trọng hùng nguyên cuối cùng lại tiến hành phương pháp tu luyện nguyên năng gen ngũ tâm hướng thiên Hắn ngồi khoanh chân, ngủ tâm hướng thiên. Mặt La Phong không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn rõ ràng cảm giác được mỗi một tế bào toàn thân đều như đang rất đói. Mỗi tế bào đang điên cuồng nuốt chửng lượng năng lượng vũ trụ ấy. Khi luyện thành cửu trọng đôi đau để nhất trọng, tốc độ tu luyện của ta tăng lên gần như gấp đôi vậy. Còn bây giờ khi ta luyện thành cửu trọng đôi đau để nhị trọng, tế bào toàn thân tựa hồ càng đối hơn, có thể thu nạp nhiều nguyên năng gen hơn nữa. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, qua hồi lâu, từng tế bào toàn thân đều như đã vui sướng vạn phần. Ờ một cái, mỗi tế bào đều không thể thu thêm nữa, nằm trong trạng thái bảo hòa. Ta luyện thành đệ nhất trọng, tốc độ tu luyện gia tăng gấp đôi. Luyện thành đệ nhị trọng, mặc dù tốc độ tu luyện không bằng đệ nhất trọng, tuy vậy cũng gia tăng lên một phần ba rồi. Là phòng tháng phục vô cùng, cửu trọng đôi đau quả nhiên thần kỳ vô cùng. Phối hợp với đạo dẫn thuật làm cho tốc độ tu luyện nhanh kinh người. Lúc trước ở nhà khổ tu một tháng, sau đó lại tiến vào khu hăng giả tôi luyện hai tháng. Không biết ba tháng qua thực lực của ta gia tăng bao nhiêu rồi. La Phong hơi trợ mông. Ba tháng qua, La Phong đích xác mỗi ngày đều có tiến bộ rất kinh người. Dù sao hắn là một tinh thần niệm sư, tinh thần niệm lực mỗi ngày đều âm thầm không ngừng nghỉ cải thiện thân thể hắn. Đây cũng là lý do vì sao tinh thần niệm sư khi vừa bắt đầu đã có thực lực tăng lên rất nhanh. Tiếp theo La Phong lại tu luyện công pháp loại cực cao là cửu trọng lôi đau. Hơn nữa La Phong bên bờ sinh tử chém giết hai tháng. Ba thứ kết hợp, tốc độ tu luyện của La Phong cao hơn năm sáu lần so với vũ giả ưu tú nhất. Ngày mai ta phải đi hội quán cực hạn kiểm tra một phen, xem thực lực của ta bây giờ đạt tới trình độ nào rồi. La Phong cũng rất mong kiểm tra xem hiệu quả khổ tu của mình như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Mới hơn 5 giờ, La Phong đã đi tới hội quán cực hạn. Tên điên nào, sớm vậy mà đã tới rồi hả? Một vài vũ giả tập sớm trong tiểu khu chào. Tên điên nè, nghe nói người hai tháng gần đây kiếm được một khoản kha khá lắm hả? Người nên mời khách đó, mời các huynh đệ trong tiểu khu chúng ta ăn với nhau một bữa đi, mọi người cùng chung vui. Không ít vũ giả hứng hở chào hỏi hắn. Lần trước La Phong dựa vào việc giết con liệp sát giả Ngân Nguyệt Hung Lan đã kiếm được một khoản rất lớn nhưng ngược lại không ai biết cả nhưng mà hai tháng qua la phong điên cuồng đồ sát quái thú cấp thú binh bình thường lại làm rất nhiều người trong cộng đồng vũ giả đều biết đến cái tên la phong hai tháng đồ sát quái thú này trên một vạn con quái thú lập nên một chiến tích có thể nói là điên cuồng do đó có một ngoại hiệu tên điên cũng không có gì là lạ cũng vì vậy mọi người ai cũng đều kính trọng la phong hơn dù sao cho dù là người ngu ra sao nếu liên tục giết trên một vạn con quái thú thì kinh nghiệm và thủ đoạn giết quái thú sẽ rất cao, có thể nói là quen tay hay việc. <laughs> Được rồi, không thành vấn đề, tối hôm nay luôn nha. La Phong cười ha hả nói. Tiến vào hội quán cực hạn, thiếu nữ phục vụ trong đại sảnh hội quán vừa thấy La Phong liền chào. Là tiên sinh sớm dậy, trên lầu hội quán còn chưa có ai. Muốn uống một chút gì không, tôi đưa lên cho người. Không cần đâu, chuẩn bị dạy thứ trà nước lót dạ, lát nữa ta xuống lầu ăn, La Phong cười rồi đi thẳng lên lầu. Lầu 6 hội quán cực hạn. Nhìn phong lưỡng võ cực lớn trên lầu 6, là Phong cũng cảm khái vạn phần. Lúc trước khi sát hạch chuẩn vũ giả đã tiến hành tại đây, không ngờ vừa chuyển mắt, chuẩn vũ giả lúc trước bây giờ đã xem như vũ giả tinh anh chính thức rồi. là Phong đầu tiên mở máy kiểm tra lực quyền, sau đó mở chốt mở máy kiểm tra tốc độ. Mở máy kiểm tra tốc độ xong, là Phong tiện dịp đứng luôn trên đường băng xem thử bây giờ thực lực của ta ra sao vốn là phong đang thoải mái đứng trên đường băng chợt vuông một tiếng trong nháy mắt hắn đã bắn nhanh ra ngoài giống như một mũi tên rời cung cơ hồ trong chớp mắt đã lướt qua đường băng rồi từ từ ngưng lại là phong đi đến bên cạnh máy kiểm tra tốc độ trên màn hình hiển thị con số không tệ là phong sáng mắt lên bình thường 60 mươi mét mỗi giây coi như tố chất thân thể đã đạt tới giới hạn chiến sĩ cao cấp còn 90 mét mỗi giây thì xem như đã đạt tới giới hạn cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Tiếp theo đó là Phùng đi đến bên cạnh mấy kiểm tra lực quyền, hít sâu một hơi rồi đột nhiên phát lực. Nắm tay tựa như đạn pháo oanh kích vào bia quyền, bia quyền đột nhiên chấn động một chút rồi trên màn hình hiển thị con số 6.121. Bình thường 4.000 kg, coi như đạt tới giới hạn chiến sĩ cao cấp rồi còn 8.000 kg coi như đạt tới giới hạn chiến sĩ sơ cấp. Đương nhiên chỉ là một con số tiêu chuẩn đại khái, vì bây giờ khi phán đoán thực lực, tuyệt nhiên không phải dựa theo tố chất thân thể, mà là dựa theo chiến tích giết quái thú mà phán đoán thực lực. Dù sao tố chất thân thể cũng chỉ có thể xem như một bộ phận thực lực mà thôi. Thử xem khi ta phát lực cửu trọng lôi đau xem. La Phong bình tĩnh hô hấp, sau đó mắt trận trừng lên, hai chân cùng phát lực cả sàn nhà phòng luyện võ đều mờ ảo chấn động sức mạnh cường đại theo hai chân trong nháy mắt truyền tới vùng dưới thắt lưng răng rắc xương sống là phùng căng phòng lên lực quyền mạnh mẽ truyền tới cánh tay phải đồng thời vị trí dưới thắt lưng rồi thậm chí cả lưng của hắn cũng giống như mặt nước sóng gợn dập dần liên tiếp đàn hồi bung ra hai luồng ám kình kình lực nối liền cứu trọng lôi đau để nhị trọng 21 thành sức mạnh bộc phát nắm tay của La Phong đồng thời chém ra, tốc độ không ngừng tăng vọt, sau đó mang theo một luồng thanh âm không khí nổ tung, nên thẳng vào bia quyền của máy kiểm tra lực quyền. Bia quyền lún xuống hơn phân nữa, sau đó mới từ từ thẳng lên. Màn hình cũng dừng lại một chút mới hiển thị một nhóm số. 12.928 kg Khá thiệt! La Phong khẽ mỉm cười. Dựa theo số 6121 nhân với số chuẩn xác phải là 12854. Nhưng phát huy lực quyền vốn chỉ là một con số đại khái, có đôi khi hơi cao hơn một chút, có đôi khi hơi thấp một chút cũng là việc bình thường. Có thể nói là phòng toàn lực bộc phát đã có lực đạo gần 13.000 kg rồi. Bản thân sức mạnh thân thể là chiến sĩ cao cấp mà dựa vào phương pháp cửu trọng lôi đao mà phát lực, lại đạt tới cấp chiến tướng sơ cấp, hơn nữa còn vượt xa giới hạn 8.000 kg lực quyền cấp chiến tướng sơ cấp bình thường ở mức giữa 8.000 tới 16.000. Cuối cùng thử tốc độ phản ứng thần kinh một chút coi. Là phòng tiến vào phòng kiểm tra phản ứng thần kinh, bấm nút cấp chiến tướng sơ cấp, hơn nữa còn đặt chế độ khởi động sau 5 giây. Ấn vào cái nút màu đỏ xong là phòng nhanh chóng đi vào trong vòng đỏ. Đứng trong vòng. Đại khái 5 giây sau, đồng pháo máy kiểm tra phản ứng thần kinh xoay tròn, không ngừng gia tốc, cho đến lúc đạt tới một tốc độ kinh người sau đó trong nồng pháo hơn 10 hỏng súng liên tiếp phục ra những cái viên đạn cao su. Những viên đạn cao su nhanh chóng bắn về phía vòng màu đỏ. La Phong đứng giữa vòng đỏ, di động thân mình. Bước chân mờ ảo nhưng lại rất nhanh nhẹn. Dễ dàng phi thường. Nếu tìm một người có phản ứng thần kinh giống như La Phong, e rằng cũng không làm được dễ dàng như vậy. Vì thân pháp của La Phong đã đạt tới cấp nhập vi. Dựa vào sự khống chế cấp nhập vi, La Phong có thể tận lực khống chế năng lực tránh né của mình đạt tới mức tối ưu hóa nhất. Phốc phốc, liên tiếp hai viên đánh trúng vào La Phong, nhưng La Phong không chút do dự, tiếp tục né tránh những viên còn lại. Một phút sau, nồng pháo chậm lại cho đến lúc đình chỉ xoay tròn. La Phong vội đi đến màn hình nhìn vào. Hả? 60 giây? Bị bắn trúng 21 lần? Chưa đụng chạm hồng quang? Loại ưu? La Phong cũng rất kinh ngạc về thành tích này. Khi hắn kiểm tra phản ứng thần kinh ở cấp chiến tướng sơ cấp lại có thể đạt được thành tích loại ưu, có thể thấy được hiệu quả của cấp nhập vi ra sao. Kỳ thực cái loại máy kiểm tra phản ứng thần kinh này nói đúng ra là kiểm tra năng lực né tránh. Còn năng lực né tránh lại có liên quan tới tốc độ, phản ứng thần kinh, lẫn ý thức. Nhưng đây là phương pháp kiểm tra tốt nhất rồi. Tốc độ 78,6 m mỗi giây, lực quyền 6.121 kg, bộc phát có thể đạt tới gần 13.000 kg kiểm tra phản ứng thần kinh cấp chiến tướng sơ cấp loại ưu. La Phong rất hài lòng về kết quả kiểm tra. Hắn hiểu rõ, tố chất thân thể hắn xem như là chiến sĩ cao cấp rồi. Nhưng vì cửu trọng lôi đao phát lực, cùng với phụ trợ của cấp nhập vi, nên về lực công kích và phản ứng thần kinh thì hắn đều đã đạt tới cấp độ cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Kiểm tra xong, La Phong sung sướng đi xuống lầu, cảnh quay rượu ở đại sảnh lầu 1, đang có mấy vũ giả ngồi nói chuyện phím. Tên điên, Lão Phong, quán trưởng Âu Thông cũng trong số đó cười nói: <cười> "Người sáng sớm đã tới rồi hả? Không có phải là muốn xem sát hạch chuẩn vũ giả không vậy? Mấy lần trước anh người không tới, lần này tới cũng tốt luôn à Đến lúc đó cùng xem cái nhóm người mới sát hạch được không vậy? Hay là đến lúc đó người tới kiểm tra cho chúng luôn đi." La Phong giật mình: "Sát hạch chuẩn vũ giả? Đúng vậy, hôm nay là ngày 1 tháng 12 vào ngày một mỗi tháng chính là ngày sát hạch chuẩn vũ giả hết tập mười ba của bộ truyện thôn Phệ tinh khung cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lat radio